Ánh Viên tiếp tục được Hội đồng đội Trung ương mời làm đại sứ chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ánh Viên vừa tham dự lễ khai mạc lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cựu vận động viên bơi lội này sẽ tiếp tục làm đại sứ chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em do Trung ương đoàn và Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Thời gian qua, Ánh Viên không chỉ trực tiếp dạy các kỹ thuật bơi cơ bản cho trẻ em, cô còn nỗ lực dùng hình ảnh của mình để khơi dậy tình yêu với bơi lội cho trẻ em. Việc một vận động viên dành nhiều vinh quang trong sự nghiệp như Ánh Viên trực tiếp giảng dạy bơi lội dễ dàng thu hút sự quan tâm từ gia đình và trẻ nhỏ. Do đó, Ánh Viên không chỉ giảng dạy ở thành phố Hồ Chí Minh, cô sẽ cùng Hội đồng đội Trung ương đến với nhiều địa phương vùng sâu vùng xa để tiếp tục công việc này. Viên vừa được mời đến tham dự lễ khai mạc lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình khai mạc hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2023 do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Bình Chánh tổ chức. Tại sự kiện, Viên đã có dịp được tiếp xúc với các bạn nhỏ và phổ cập bơi đến các bạn. Viên thực sự rất mong muốn đóng góp sức mình nhiều hơn để giảm thiểu được những tai nạn đuối nước thương tâm thường xảy ra tại Việt Nam. Nguyễn Thị Ánh Viên từng giành được 25 huy chương vàng SEA Games. Sau khi trải qua những áp lực nặng nề từ việc sa sút thành tích, phong độ, niềm tự hào của bơi lội nước nhà quyết định khép lại giấc mơ cống hiến cho thể thao nước nhà. Việc Ánh Viên lựa chọn gác lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 26 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ thể thao nói chung và bơi lội nói riêng. Dù mới lấn sân sang nền tảng TikTok nhưng Ánh Viên nhanh chóng cho thấy sức ảnh hưởng của mình với những video liên tục xuất hiện trên top thịnh hành. Các video được Ánh Viên đăng tải tập trung chia sẻ nội dung kiến thức bơi lội như các kỹ thuật bơi, kỹ thuật nổi. Cô thu hút được sự chú ý từ cộng đồng mạng nhờ kiến thức chuyên sâu, cách chia sẻ gần gũi của mình.